Người Việt có thói quen đi lễ chùa để cầu may mắn phước lành cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, có những điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa mà mọi người thường mắc phải, khiến cho chuyện tốt lại hóa ra thành chuyện xấu. Sau đây là những lời nhắc nhở khi đi lễ chùa mà phạm phải 7 điều thì công quả mất hết. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tham khảo. Thứ nhất là điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa mà rất nhiều người mắc phải là đi thẳng vào cửa chính. Nên nhớ là cửa chính là của Đức Phật, Ngọc Đế, không phải cửa mà người phàm có thể đi vào. Thứ hai là khi lễ Phật, kiêng quỳ giữa Phật đường, chính diện với tượng Phật, mà nên quỳ chết một bên để tỏ lòng tôn kính. Thứ ba là đi chùa lễ Phật thì trang phục phải đứng đắn, gọn gàng, tác phong phải trang nghiêm, cử chỉ đoan chính. Kỹ nhất là mặc trang phục hở hang, lòe loẹt, nói cười không đúng mực. Thứ tư, sử dụng đồ của chùa như ăn uống thụ lộc nên lưu công đức, dù ít dù nhiều, không nên coi đó là của chùa. Trụ trì cho thì nhận, mà không bố thí chút công đức thì sẽ phạm tội, luân đạo thực quả báo, là căn nguyên rơi vào địa ngục. Thứ năm, đi lễ chùa thì không nên mang theo đồ đạc, chỉ nên đi người không để tránh đặt mũ, nón, quần áo, túi xách vào bàn, chiếu nơi cửa Phật làm mất mỹ quan và thanh tịnh. Thứ sáu, cúng lễ bàn thờ Phật chỉ dâng hoa quả, đồ chay, hoa phải chọn loại có hương thơm và màu sắc thanh thuần, tránh các loại rực rỡ và có mùi nồng đậm. Thứ bảy, lễ Phật không đơn thuần chỉ là đến dâng lễ đầy lộc hậu rồi cầu xin, như thế không chân tâm thì không bao giờ được độ trì. Có lòng thì sau khi dâng hương bái Phật nên đi giảng cảnh chùa cho lòng thanh tịnh, gạt bỏ phiền muộn và gặp các tăng ni để học hỏi Phật Pháp. Đây mới đích thực là lễ chùa trọn vẹn. Kỹ nhất là mâm cao cổ đầy, cầu cúng rình rang, nhưng những lý thuyết cơ bản nhất của Phật thì không nắm được. Lòng không thanh tịnh vẫn màng đến thế sự bên ngoài. Tiếp theo mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ. Thưa các bạn, cuộc sống cần có những câu chuyện nhỏ để giúp chúng ta có được kinh nghiệm sống quý báu, hay là ít ra nó cũng có thể giúp các bạn có được chút niềm vui trong những bộn bề này. Câu chuyện thứ nhất, mắt tay quay in và người phụ nữ kiêu ngạo. Trong một bữa tiệc nọ, Max Tywin ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: cô thật là xinh đẹp. Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích mà còn cao ngạo nói: rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế đối với ông. Max Tywin rất bình thản nói: không sao cả, cô có thể giống như tôi vậy, nói một lời nói dối là được rồi. Người phụ nữ nghe xong thì xấu hổ quá, phải cúi gằm mặt xuống mà không nói được lời nào. Câu chuyện cho chúng ta bài học là tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho dấp té sẽ luôn luôn chính là bản thân bạn. Bạn nói lời cay nghiệt, sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi. Câu chuyện thứ hai, chuột xa hũ gạo. Có một con chuột rơi vào trong hũ gạo. Số gạo trong lu vẫn còn rất đầy. Sự cố ngoài ý muốn này khiến cho nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo đó. Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện ra rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa. Lực bất tòng tâm. Bài học cho câu chuyện này là cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình, nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ.
cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó biết cân nhắc đến an nguy. Câu chuyện thứ ba, bệnh nhân ung thư tưởng rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Tôi có một người bạn là bác sĩ, một lần làm phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư. Sau khi mổ ra mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được. Anh đành phải mai lại rồi đi giải thích tình huống với bệnh nhân. Bệnh nhân đó từ vùng quê, nghe không hiểu thuật ngữ y khoa. Thế nên nghe xong thì vẫn tin rằng phẫu thuật xong rồi thì bệnh sẽ khỏi. Bác sĩ không còn có cách nào khác, đành phải để ông xuất viện. Một năm sau tái khám, bệnh quả nhiên đã khỏi hẳn. Các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Câu chuyện trong bài học này là đôi khi tâm thái vui vẻ lạc quan chính là phương thức phẫu thuật tốt nhất vậy. Câu chuyện thứ tư, nhân duyên vợ chồng. Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong một quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi, anh có phải là người mà dì Dương giới thiệu đến để xem mắt hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích. Lòng thì nghĩ thầm, sao không? Lỡ nhầm rồi, đã nhầm cho trót luôn. Thế là vội vàng đáp, đúng vậy, xin mời ngồi. Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười một cái rồi nói, em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh mà thôi. Bài học trong câu chuyện này đó là khi cơ duyên đã đến rồi thì đừng nên do dự mà hãy nắm chặt lấy nó. Câu chuyện thứ năm, hoa khôi lớp xấu xí. Các sinh viên nữ công khai bỏ phiếu bầu chọn hoa khôi của lớp. Tiểu Mai là người có dung mạo bình thường, nhưng cô ta đã đứng ra nói với mọi người rằng nếu như tôi được chọn, qua vài năm sau, các chị em ngồi ở đây có thể tự hào mà nói với chồng của mình rằng hồi em học đại học, em còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trong lớp cơ đấy. Kết quả là cô ấy đã được bầu chọn với số phiếu gần như tuyệt đối. Bài học cho câu chuyện này là thuyết phục người khác ủng hộ bạn không nhất định là phải chứng minh rằng bạn xuất sắc hơn người khác như thế nào, mà là cần để cho người ta biết được rằng nhờ có bạn mà họ mới trở nên ưu tú hơn và có nhiều thành tựu hơn. Câu chuyện thứ 6, ông lão dứt bỏ đôi giày. Có một chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc. Randy không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ. Mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Randy khiến cho mọi người sửng sốt. Thế là ông bèn từ tốn giải thích. Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói, nó đã không còn có ích gì nữa. Nếu như ai đó có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang dừa nó thì sao? Bài học cho câu chuyện này là đối với nỗi thống khổ đã định sẵn là không thể vãn hồi, thì chi bằng hãy buông bỏ từ sớm. Câu chuyện thứ 7, hai con hổ có số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, còn một con thì ở nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt, đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới bắt đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Một con vì đói mà chết, còn một con u sầu mà chết. Bài học trong câu chuyện này là có những lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác. Thật ra, những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác đang phải ngưỡng vọng. Thưa các bạn, cuộc đời là thế. Nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới. Hy vọng sau khi nghe những câu chuyện này rồi, mọi lúc mọi nơi ai cũng có thể tự nhắc nhở bản thân mình vậy. Tiếp theo, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng làm theo năm điều Phật dạy
để thay đổi cuộc đời. Phật dạy điều hay, lắng tai nghe, tĩnh tâm mà học, hành thiện giúp đời cũng là giúp bản thân thay đổi cuộc đời và số phận. Thứ nhất là thức tỉnh giác ngộ. Để thay đổi cuộc đời, điều quan trọng nhất chính là sự thức tỉnh. Đời là bể khổ, nhân sinh là đau thương. Đâu có ai sinh ra đã hoàn hảo hay thành công được ngay. Nhưng không vì thế mà mãi đắm chìm trong thế giới mông lung, không chịu thức tỉnh phấn đấu nhân điều tốt đẹp cho bản thân, người xung quanh và cả nhân loại. Phật dạy, trong hạnh phúc luôn đi đôi với mầm mống đau khổ, bởi nó là thứ vô thường, tạm bợ mong manh. Vì sinh già bệnh rồi thương yêu mà xa lìa khổ đau, oán ghét mà gặp nhau lại càng thêm khổ, mong cầu không như ý cũng là khổ, và cuối cùng chết cũng khổ. Con đường khổ hạnh ép thân ta suy yếu, hành giả không đủ sáng suốt minh mẫn để đạt được mục đích giác ngộ và giải thoát. Vậy thì hà cớ chi sầu bi ưu phiền khổ não không có ngày cùng? Sao không đánh thức bản năng con người, khơi dậy lòng tốt, tình yêu thương bao la ngập tràn, để người với người sống để yêu thương, đùm bọc lấy nhau. Thứ hai là sống thiện. Lời Phật dạy từ bi hỷ xả, lòng thương người là phẩm chất cao quý, tốt đẹp mà nhân sinh có được. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều là những con người bất toàn. Nhưng nếu biết đặt ra cho đời mục đích hướng thiện, bản thân ta sẽ hoàn thiện từng ngày. Cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song trong cuộc sống này, ở mỗi con người chúng ta. Ranh giới giữa cái tốt và xấu cũng mong manh khôn lường, kèm theo đó là luật nhân quả nghiệp báo. Nhân duyên là do ý trời, mọi việc diễn ra theo cơ duyên, nhưng tất cả được quyết định từ ý chí và tâm hồn của mỗi người. Hôm nay bạn gieo nhân thiện thì ngày mai ắt được quả lành. Đời có dây có trả, có được có mất, có hạnh phúc có đau thương. Nhưng mà để làm chi? Khi nhắm mắt xuôi tay, lìa xa cõi đời rồi thì tất cả chỉ là cát bụi hư vô. Vậy nên Phật dạy điều hay, lắng tai mà nghe, tĩnh tâm mà học, hành thiện giúp đời, cứu vớt số phận khổ đau, cả nhân loại cùng nhau sống thiện, hướng tới cuộc sống tốt đẹp, bình an. Thứ ba là thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Muốn thay đổi vạn vật trong thế giới, hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Đừng tưởng cá nhân bé nhỏ không ảnh hưởng tới tập thể to lớn. Nhất cử nhất động của mỗi người đều có sự tác động tốt xấu, tiêu cực, tích cực tới những người xung quanh. Đâu cần phải lắm tiền nhiều của, hó ra lửa, hét ra vàng mới khiến cho con người ta nể phục. Đơn giản lắm, chỉ cần làm chủ bản thân, thay đổi và hướng tới những điều tốt đẹp, ắt sẽ được người người kính trọng. Thứ tư là thấu hiểu bản chất của sự cho đi. Phật dạy rằng cho đi chính là nhận lại. Khi tâm trong sáng, buông xả phiền não, ắt sẽ vượt qua những cám dỗ của tham sân si, của mạn nghi ác kiến, để cảm nhận được niềm vui quanh mình. Hôm nay bạn mở lòng cho đi thứ gì thì ngày mai bạn sẽ nhận được những thứ còn quý giá hơn thế. Đó chính là tình người, sự quan tâm gắn bó, cùng nhau vượt qua gian nan thử thách. Lòng thương người, sự sẻ chia, quan tâm và tình yêu thương là những món quà vô giá mà chúng ta có thể trao cho mọi người xung quanh. Cuộc đời là sự cân bằng giữa cho và nhận. Bạn cho đi bao nhiêu thì ắt sẽ nhận về bấy nhiêu. Thứ năm là loại bỏ ba vật cản dẫn đến hạnh phúc. Đức Phật từ bi chỉ ra ba vật cản dẫn đến hạnh phúc, đó là tham lam, thù hận và ảo tưởng. Lòng tham của con người vô đáy là tác nhân gây ra sân hận thù hằn, căm ghét, gieo nỗi sầu bi cho bản thân và những người xung quanh. Lòng tham cũng khiến chúng sinh ảo tưởng, tự huyễn hoặc trong cái thế giới mông lung, vô định,
khó thoát khỏi cái bóng của chính mình. Nên nhớ rằng, cuộc sống là sự đổi thay, không có gì là vĩnh viễn. Tất cả mọi thứ là có thể, giải phóng mình là có thể, giác ngộ là có thể. Chừng nào thế nhân chưa vượt qua những rào cản đó, chừng ấy còn chưa tìm được hạnh phúc của chính mình, còn chới giới giữa dòng đời vô định. Chấp trước trong Đạo Phật. Chấp trước trong Đạo Phật được nói đến khá nhiều nhằm nhắc nhở chúng ta hiểu rõ những tác hại của nó và tìm cách để xả bỏ, nếu không sẽ mãi vướng mắc trong khổ đau luân hồi. Thứ nhất, chấp trước trong Đạo Phật là gì? Chấp trước là sự vướng mắc về tâm thức của một người vào điều gì đó, bao gồm cả những thứ hữu hình cho tới những thứ vô hình, bao gồm tình yêu, công việc cho tới thân thể, tiền bạc, nhà cửa, xa hơi, vợ con, món ăn ngon, ngủ nghỉ. Một hình tượng gần gũi mà Đức Phật thường miêu tả để chúng ta có thể dễ dàng liên tưởng về người cố chấp là những con tầm tự kéo kén để rồi tự ràng buộc mình vào trong tàu kén vừa kín vừa chật ấy. Chính vì có tâm chấp trước mà chúng ta sinh ra nóng giận, vui buồn, ghen ghét, chê, tham lam, ích kỷ, cạnh tranh, đua đòi. Dù mọi người không để ý, nhưng nó là nguyên nhân khiến ta ngụp lặn trong đau khổ, buồn sầu, bất an suốt cả một kiếp người. Một câu chuyện giúp ta hiểu thêm về tâm chấp trước trong Đạo Phật, đó là câu chuyện về người đánh bẫy khỉ. Anh này dùng quả dừa khoét một lỗ nhỏ, cho vài hạt lạc bên trong và rải xung quanh. Khi con khỉ xuất hiện, chúng lần lượt ăn các hạt lạc trên mặt đất, sau đó thò tay vào quả dừa để lấy thêm những hạt ở bên trong. Tay nó trở nên cồng kềnh hơn khi nắm các hạt lạc bên trong quả dừa, vì vậy nó không thể lôi tay ra khỏi lỗ hổng. Thế nhưng nó không vì thế mà buông các hạt lạc rồi khóc lóc tức giận, nhưng không thể nào rút tay ra. Nó quên mất rằng chỉ cần thả hạt lạc, tay chúng hoàn toàn có thể rút ra được khỏi cái bẫy. Trong lúc chúng sợ hãi thì người đánh bẫy đến bắt nó. Việc chấp trước của chúng ta hầu hết cũng giống như con khỉ, không dám buông các hạt lạc. Cuối cùng là càng dễ dùng thì càng mắc kẹt. Điều này cũng tương tự như việc ta mãi bị mắc kẹt mãi trong luân hồi sanh tử chỉ vì sự tham luyến của chính mình. Để hiểu hơn về chấp trước, ta có thể tham khảo một số thí dụ về người chấp trước. Người chấp trước sẽ tiếc cái thân xinh đẹp của mình, không chịu hiểu rằng già đi thì cơ thể lão hóa theo thời gian. Người chấp trước vào một chiếc giường êm thì khi nằm giường cứng sẽ không ngủ được. Người chấp trước vào căn nhà thì đến chết vẫn muốn ngôi nhà đó là của mình. Người chấp trước vào món ăn ngon thì bữa nào không ngon sẽ khó chịu, cáu kỉnh. Người chấp trước vào tiền bạc thì tiền vơi sẽ buồn khổ không yên. Người chấp trước với vợ chồng thì khi họ làm trái ý là không vui, tức giận, mắng mỏ. Thứ hai, tác hại của sự chấp trước. Sự chấp trước của mỗi người khác nhau và nguyên nhân là nghiệp của luân hồi sanh tử khác nhau. Việc này tương tự như việc khi thấy ai đó làm trái ý là ta tức giận mà không biết vì sao mình lại là như thế. Đó là do nghiệp duyên dẫn dắt. Trong khi đó, người có tu luyện lường trước được những điều đó thì họ không vì thế mà khởi tâm tức giận. Hay giống như một người có sở thích ngủ dậy muộn thì bắt họ dậy sớm quả là cực hình. Nguyên nhân của thói quen này chính là nghiệp của họ từ trong quá khứ hình thành thói quen dậy muộn. Muốn thoát khỏi tình trạng này không phải dễ dàng. Cho nên chấp trước chính là một trở ngại lớn nhất của hầu hết chúng ta. Nó khiến con người ở trong vùng mù của bóng đêm thì không thể tiếp cận ánh sáng mặt trời. Thế nên bất kể bạn là người hay thần tiên, nếu còn chấp trước thì không thể nào ra khỏi luân hồi. Ngăn chặn cơ hội học hỏi. Đức Phật xác nhận rằng
Những người cố chấp như vậy là khó có thể mở lòng để tiếp thu học hỏi thêm điều gì từ người khác. Việc này giống như một ly nước đã đầy thì không thể đổ thêm nước vào nữa. Thế nên, lượng nước trong cốc bị giới hạn với lượng nước cũ. Tương tự như vậy, kiến thức của họ bị giới hạn với những thông tin cũ, không có chỗ cho những thông tin mới hơn, hữu ích hơn lọt vào. Người như vậy không bao giờ chịu thừa nhận thiếu sót của bản thân, không biết đâu là đúng, sai, trái, phải, chỉ lo bảo vệ ý kiến của mình và bịt tay trước những thông tin trái chiều. Kiến thức trong thế gian bao la, rộng lớn, không thể nào học cho xuể. Kiến thức cũng thay đổi liên tục theo thời gian, nhưng những người chấp trước lại tự cố định trong một kiến thức nhất định và không chịu học hỏi thêm điều gì. Đức Phật từng nói rằng, người cố chấp tự mình ngăn chặn những cơ hội tiếp cận và học hỏi từ Ngài. Và đây là gốc rễ đưa đến sự tranh đấu vì họ sống trong vô minh mê mờ của dục vọng. Trong kinh có ghi lại rằng, người chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ. Vì ấy, sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các hậu pháp. Bao bọc mình bằng tà kiến. Người cố chấp thì ai nói gì cũng không nghe, tưởng rằng chỉ có mình đúng theo cách hiểu của mình, sẽ không tôn trọng và không chấp nhận quan điểm của người khác. Nói theo ngôn ngữ của Phật giáo là chấp trước tà kiến. Những người cố chấp quá bám víu vào kiến thức mình biết, thường tự hạn chế mình trong khe hẹp nhận thức một chiều, để rồi ngày càng xa rời thực tế, tâm trí mê mờ. Một người cố chấp vào một điều gì đó, một khái niệm nào đó, thì họ nhất quyết cho rằng mình đúng. Chỉ một thông tin sai khác liền tìm cách dẫn chứng để bao biện phủ định. Thế nên họ chẳng bao giờ thấy được cái chân của sự thật. Với tính cách trên, họ trở nên khó gần, tiêu cực, không ai muốn lại gần, cũng chẳng muốn chia sẻ. Họ là người tự trói bản thân mình vào kinh điển, đánh mất sự tự do trong nhận thức. Cuộc sống mệt mỏi, căng thẳng. Cứ nghĩ tới cảnh một người chỉ thích nằm chỗ ấm, chỗ mềm, thì khi tới những chỗ cứng không thoải mái sẽ không ngủ được. Kết quả là họ thao thức cả đêm không ngủ nổi. Chỉ một việc nhỏ ấy thôi, họ đã tự làm mình mệt mỏi, căng thẳng rồi. Những người này có cái tôi rất lớn, luôn tự xây ra bức tường ngăn cách với mọi người, dễ nóng nảy, phẫn nộ với những ý kiến trái chiều. Cho dù họ xinh đẹp, thành công, nhiều tiền, nhưng với tính cách này, họ như một ốc đảo lạnh lẽo, dù ở gần nhau vẫn không thể nào sưởi ấm cho nhau. Người khác cố gắng giao thiệp cũng chỉ thêm bực mình, khiến cuộc sống trở nên vô cùng mệt mỏi, căng thẳng và nặng nề. Người cố chấp muốn áp đặt suy nghĩ khuôn khổ mà từ người ấy yêu cầu rằng ai thương yêu, quý mến họ thì phải đạt một số yêu cầu nhất định. Nếu những người thân yêu làm những việc trái ngược với suy nghĩ và ý thích của họ, họ sẽ nổi giận. Họ không thể chấp nhận được một sự thật rằng mỗi người là một tiểu thế giới và là duy nhất, không ai giống ai. Nên mong ai đó sống theo khuôn mình đúc sẵn là một việc làm không xảy ra. Nên họ tự làm mình chịu thiệt thòi và đau khổ. Tham sân sâu nặng. Một người cố chấp thường không chấp nhận mình là người nặng nề về tâm tham. Họ tin rằng mình vẫn làm việc thiện, vẫn bố thí cúng dường thì không thể tham được. Tham không chỉ là tham tiền bạc. Xả tham bằng việc bố thí tiền cho người khác chỉ là một bước khởi động. Phật dạy về chữ tham. Lòng tham thì người cố chấp, động cơ sâu xa lại là tham chấp, tham vào ý kiến, quan điểm riêng của mình đang chi phối bản thân. Đức Phật từng tuyên bố, do duyên chấp trước nên có sân tham. Theo đó, phàm phu thường chấp trước, chấp thủ và tham đắm. Khi nào còn giữ được tâm chấp trước, chấp thủ thì muôn kiếp mãi mãi là phàm phu. Đức Phật thẳng thắn chỉ ra rằng,
người còn cố chấp thì không thể nào chứng quả A-la-hán. Ai chấp trước, này tỳ kheo, người ấy bị ma trói buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi ác ma. Trong khi đó, những người chấp trước sẽ rơi vào địa ngục. Xả bỏ chấp trước như thế nào? Chấp trước trong đạo Phật đã chỉ ra rằng người cố chấp rất bảo thủ và cứ kiên trì ôm lấy kiến chấp của mình không dễ hành xả. Cho dù chính bản thân họ biết rằng nếu họ xả bỏ thì cuộc đời sẽ hạnh phúc, tươi vui hơn rất nhiều, nhưng việc này không dễ dàng gì. Có hai cách để có thể thoát khỏi sự chấp trước của bản thân, đó là phá chấp. Nhận thức ta đang vướng mắc vào cái gì thì tìm cách cắt đứt triệt tiêu đi sự bám víu này, không để cho nó tiếp tục buộc ràng lấy ta. Xả chấp là khi nhận thấy bản thân bắt đầu khởi lên sự chấp trước thì đồng thời tìm cách để kiềm chế việc bản thân không bám víu vào một điều gì đó một cách vô lý. Tuy nhiên, việc này chỉ là giảm nhẹ chứ không phải phá bỏ hẳn. Phá chấp cần nhiều bản lĩnh hơn, nên trước tiên thực hành xả chấp, sau đó mới có thể cởi bỏ chúng đi. Quan trọng nhất là kiên trì. 2 lần không được thì 10 lần, 100 lần, cho đến khi đoạn trừ nó mới thôi. Điều quan trọng là có thể phá chấp thì cần có trí tuệ, chứ không phải đơn giản nghĩ phá là có thể làm được. Khi ta có tri kiến thì mới mong giải thoát sự ràng buộc vào các nhận thức quan điểm sai lầm. Nhất là người cố chấp bị tà kiến làm cho mê mờ, thế nên trước hết phải biết quán chiếu bản thân, luôn nhắc mình trong chánh niệm với những giới hạn nhất định của con người. Ánh sáng của trí tuệ sẽ giúp chúng ta mở tầm nhìn, mở tâm bao dung và làm cho tâm cởi mở hơn, linh hoạt hơn trong cách nhìn, cách nghĩ, cách làm và cách sống. Chúng ta xứng đáng để được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Tại sao lại không bắt đầu bằng việc dùng trí tuệ, kiên trì phá tảng băng cố chấp của chính mình ngay từ bây giờ? Có cách nào thu gọn Phật Pháp trong một câu nói không? Có một ông hành giả hỏi vị thiền sư: có cách nào thu gọn Phật Pháp trong một câu nói không? Vị thiền sư mới lấy một cây que dạch một đường dưới đất, rồi hỏi: đường dạch này dài hay ngắn? Ông hành giả nói: thưa ngài, nói không được, bởi vì muốn nói dài hay ngắn mình phải so với cái gì đó. Thiền sư nói: đó, Phật Pháp là gom trong đó đó. Tại sao Phật Pháp gom trong câu đó? Là vì mình có so sánh nên mình mới ghét cái này thích cái kia. Vì mình có thích ghét, mình mới làm các việc thiện ác. Quý vị có phân biệt được cái mịn với cái nhám không? Chính vì có phân biệt mịn, nhám nên mình mới thích cái mịn, không thích cái nhám, đúng không? Chứ nếu từ nhỏ đến lớn quý vị có xài một thứ thôi thì quý vị đâu có phân biệt. Tôi biết có nhiều người họ xài áo ấm polyester, nó khác. Đồ ấm bằng len, nó khác. Bằng cashmere, có khác. Bằng angora, có khác. Mình có xài, mình mới biết cashmere nó khác len. Rồi từ đó, mình mới khoái cái cashmere. Tại sao mình có thích có ghét? Tại sao tôi ghét cái bà này? Một là, bà đã làm những cái chuyện chống lại lợi ích của tôi. Cách hành động của bà không giống với cách hành động của những người thương tôi. Tôi phải có so sánh trong đó. Muốn tự học Phật nên bắt đầu từ đâu? Đời sống này nó là một sự so sánh. Tại sao thích ăn cay? Là vì cái cay nó ngon hơn cái không cay. Tại sao sợ cay? Là vì cái không cay nó ngon hơn cái cay. Tại sao có những món mình ăn phải nóng? Là vì ăn nóng nó ngon hơn không nóng. Có nhiều món mà mình phải ăn lạnh, nó ngon hơn không lạnh. Như trưa hè nóng nực, mình ăn chén chè đậu xanh ấm ấm, nó không ngon bằng chén chè đậu xanh mà có đá. Cho nên, có nhiều lúc lạnh nó ngon hơn không lạnh, có nhiều lúc nóng nó ngon hơn không nóng. Có nghĩa là ghét và thích
nó đều đi ra từ so sánh. Từ có so sánh mới có thích ghét. Từ có thích ghét nên người ta mới có trốn ghét tìm thích. Và có nhiều con đường trốn ghét tìm thích. Con đường thứ nhất là thiện ác bất chấp. Con đường thứ hai là làm lành lãnh dữ. Để chi vậy? Để kiếm được cái thích và né được cái ghét. Như vậy, toàn bộ Phật Pháp nằm trong đường dạch đó, đúng không? Phật Pháp vi diệu. Nhờ cô Đoàn Như Ý, giáo viên trường Chu Giang An, kể tôi nghe về tấm gương nghị lực phi thường và nhân hậu vượt qua bệnh tật hiểm nghèo nhờ trì chú tụng kinh làm công quả từ thiện. Tôi về trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm gặp cô Liên Văn Thư, hỏi mới biết nhà cô La Thị Xuân Lộc ở tổ 1, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. Trò chuyện với cô Lộc, cô nói Phật Pháp vi diệu. Năm nay cô Lộc 58 tuổi. Năm 51 tuổi, cô bị ung thư buồng trứng. 3 tháng sau quá trị 6 đợt, rồi di căn qua xương, xạ trị 25 tia. 3 năm sau di căn qua vú phải cắt bỏ. Đến nay vừa tái khám xong, mừng là được xác định không có di căn tái phát. Oai lực phi thường của chú Đại Bi. Trong thời gian bị bệnh, chồng cô là ông Nguyễn Đông Đường, ngoài việc lo chạy chữa, hàng ngày từ 4 giờ sáng ông lại sám hối 108 lại, cầu nguyện cho cô hơn 1 năm trời. Phần cô Lộc tuy chưa am hiểu nhiều về Phật Pháp, nhưng nhờ các em gái là bác sĩ, người thì khuyên cô ăn chay, người khuyên cô trì chú Đại Bi. Và nhờ sư cô Tuệ Phương gọi cô đến chùa Thuần Hóa cùng tụng kinh Thủy Sám. Từ đó cô cùng chồng phát tâm ăn chay trường. Cô nghĩ sự sống của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên phát tâm tu sửa chùa làng Thế Long để có nơi tu tập. Chùa làng Thế Long xây dựng cách đây đã 204 năm, bị hoang phế. Cô Lộc cùng cô Lại, bạn đồng tu, xin phép trưởng làng rồi vận động con cháu và bạn bè mua vật liệu tu sửa chùa. Từ đó mỗi ngày cô Lộc đều sang chùa tụng 2 thời kinh. Thời sáng từ 5:30 đến 7 giờ, gồm niệm Phật, lại Phật nửa tiếng, đi kinh hành. Thời tối từ 19:30 đến 21 giờ, gồm tụng kinh Vô Lượng Thọ, lại Phật 108 lạy. Sau đó có thêm cô Lại và nhiều người nghèo, người khuyết tật đến tu tập. Ban đầu các cô nấu cơm ở nhà đem đến chùa cho các bạn đồng tu thọ dụng. Sau này xây được nhà trai, các cô nấu ăn luôn tại chùa. Cô Lộc tâm sự: em tụng kinh, một mình em cũng tụng, hai người em cũng tụng, đều đặn mỗi ngày như thế cho đến nay. Ngày rằm 4 tháng 10 năm 2017, tôi đến chùa Thế Long. Các bà, các chị và nhiều đạo hữu khuyết tật đang tụng kinh A Di Đà, thí thực và phóng sinh. Đạo tràng chùa Thế Long hiện có hơn 40 đạo hữu cùng tu tập, tụng kinh niệm Phật mỗi tháng 3 ngày, mùng 1 rằm và ngày 28 âm lịch. Chú Đại Bi và tâm kinh tinh túy lòng từ bi và trí tuệ. Ngoài ra, các cô thường tổ chức trao quà cho học sinh nghèo vượt khó ở các trường trung học cơ sở trong phường, thăm và tặng quà cho bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Trung thu vừa qua, đạo tràng Phật tử chùa Thế Long đã trao 52 suất quà cho các em khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, thăm và trao 75 suất quà cho các em khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế. Với lòng thương mến chân thành, mọi người rất hoan hỷ và cảm động. Cô giáo La Thị Xuân Lộc đã từng đoạt giải nhất giảng dạy môn ngữ văn thành phố Huế niên khóa 1999-2000, chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Giờ đây cô dũng mãnh vượt qua bệnh tật, nhờ phước đức tu tập sửa chùa, làm nhiều việc thiện, hướng dẫn bà con nghèo khuyết tật tu học theo Phật Pháp. Cô Lộc là tấm gương sáng cho nhiều người học hỏi noi gương. Một phụ nữ Phật tử Huế đã thoát chết nhờ Phật Pháp vi diệu. Truyện Phật giáo, ai thắng ai thua. Có một thiền sư lên núi chặt củi,
Trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay. Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: "Thưa thiền sư, tôi và ngài đánh cược một ván được không?" Thiền sư hỏi lại: "Cược thế nào?" "Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết. Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về tôi." Cậu thiếu niên trả lời. Vị thiền sư đồng ý và đoán: "Con bướm trong tay cháu chết rồi." Cậu thiếu niên cười lớn đáp: "Ngài đoán sai rồi." Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong tay bay lên. Thiền sư nói: "Được, gánh củi này thuộc về cháu." Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi. Cậu thiếu niên không biết vì sao thiền sư lại có thể vui vẻ đến như vậy, nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta cũng không để tâm lắm và vui vẻ gánh gánh củi về. Nhìn thấy con về, người cha liền hỏi: "Số củi đó ở đâu ra?" Cậu mới đem chuyện kể lại cho cha nghe. Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông giơ tay tát con một cái, giọng giận dữ: "Con à, con ơi là con hồ đồ quá rồi. Con nghĩ là mình đã thắng sao? Ngay cả khi con đã thua, con cũng không biết mình đã thua đấy." Lời cha khiến cậu con trai ngơ ngác không hiểu gì. Người cha liền lệnh cho cậu ta gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến gặp thiền sư. Người cha liền cất tiếng: "Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ." Thiền sư gật đầu mỉm cười nhưng không nói gì. Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng. Người cha thở dài nói: "Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và thắng được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng cược. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì hay sao? Người ta thua một bó củi, nhưng vì thứ giá trị hơn rất nhiều đó là từ bi. Còn con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết." Câu chuyện có thể rất đơn giản, nhưng đó là bài học cho chúng ta trong cuộc sống. Thắng thua thành bại là chuyện thường xuyên dày dò cuộc sống của con người. Có những lúc chúng ta tự cho rằng mình đã thắng, nhưng trên thực tế có khi chúng ta đã mất nhiều thứ quý giá mà chẳng hề hay biết. Lòng từ bi là một giá trị quan trọng trong cuộc sống. Nó mang đến sự thông cảm và lòng nhân ái đối với mọi người xung quanh chúng ta. Ý nghĩa của lòng từ bi không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ người khác, mà còn đem lại niềm an ủi và hạnh phúc cho chính bản thân. Khi chúng ta có lòng từ bi, chúng ta không chỉ tìm cách hiểu và chia sẻ khó khăn, mà còn nhìn thấy những niềm vui và thành công của người khác như niềm vui của chính mình. Lòng từ bi không phân biệt đối tượng, không kỳ thị tôn giáo, chủng tộc hay địa vị xã hội. Nó là nguồn động lực để ta giúp đỡ và chia sẻ yêu thương một cách vô điều kiện. Lòng từ bi không chỉ thể hiện qua những hành động lớn, mà còn được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Một lời chia sẻ động viên, một nụ cười chân thành hay một sự quan tâm tới những khó khăn của người khác đều có thể tạo nên sự thay đổi tích cực và lan tỏa yêu thương. Khi chúng ta sống với lòng từ bi, không chỉ người khác mà chính ta cũng trở nên hạnh phúc hơn. Lòng từ bi là nguồn năng lượng tích cực, nó giúp chúng ta xóa bỏ tự ái và tự ti, thay vào đó là một tâm trạng bình an và sự thỏa mãn với bản thân. Hãy nuôi dưỡng và trân trọng lòng từ bi trong trái tim mỗi ngày. Đó là một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể mang đến cho thế giới này. Bằng cách sống với lòng từ bi, chúng ta có thể góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mà tình yêu và sự chia sẻ thịnh vượng. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe lời khấn nguyện hàng ngày, giúp mở rộng tâm từ và tiêu trừ nghiệp xấu.
kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng. Xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành dâng lên lời khấn nguyện, xin cho con mãi mãi lòng tôn kính vô biên, hơn núi biển mênh mông dâng lên mười phương Phật. Xin cho con mãi mãi lòng yêu thương khôn cùng, trải thế giới tam thiên đến chúng sanh vô tận. Xin cho khắp muôn loài sống an lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả dây để hồi đầu hướng thiện. Xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe, kẻ nghèo được ấm no, kẻ ốm đau bình phục. Xin cho loài cầm thú thoát được nghiệp ngu si, tái sinh vào cõi người biết tu theo Phật Pháp. Các vong linh dứt dưỡng trong cõi giới u huyền, thoát nghiệp đói triền biên, quy y và siêu thoát. Xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đầy, khởi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ. Cúi xin mười phương Phật, chư Bồ Tát Thánh Hiền, đem chánh pháp thiêng liêng sáng soi nghìn thế giới, cho chúng con mãi mãi dù sinh về nơi đâu đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập. Cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi. Cho tay con rộng mở, biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó. Xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được. Cho con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Xin dòng dãy tham ái rời khỏi cuộc đời con, để cho trái tim con biết yêu thương tất cả. Cúi lại mười phương Phật, đau khổ đã nhiều rồi, vô lượng kiếp luân hồi đắng cay và mệt mỏi, nay con dâng lời nguyện giải thoát quyết tìm về, giác ngộ quyết lìa mê, độ sinh đền ơn Phật. Xin cho con giữ vững được chí nguyện tu hành, không một chút buông lơi, không một giờ sao lãng. Xin vẹn toàn giới hạnh, giới thiền định lắng sâu, với trí tuệ nhiệm màu, xóa tan dần chấp ngã. Xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu vẫn tự tìm chỗ dở. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Rồi trong muôn vạn nẻo cửa sinh tử luân hồi, con mãi mãi không thôi độ sinh không ngừng nghỉ. Cúi lại mười phương Phật, xin chứng giám lòng con lời khấn nguyện sắc son dựng lên ngôi tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương Pháp, kính lạy mười phương Tăng. Tiếp sau đây là bảy lời khấn nguyện cho mỗi sớm mai. Thứ nhất, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho con có đủ tỉnh giác sống trọn một ngày với những niệm lành.
nguyện cho những người thân bên cạnh con đều được bình an, hạnh phúc. Thứ hai, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Nguyện cho con có một ngày sống khỏe mạnh, tràn đầy động lực và năng lượng tích cực để tạo dựng những cơ hội mới. Nguyện cho những người xung quanh con đều ít bệnh, vô lo và tự tại. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời khấn nguyện thứ ba, nguyện cho con cất bước chân đầu tiên ra khỏi nhà đều được thăng tiến. Muôn loài dưới chân con nếu lỡ vô tình đạp phải mà mất mạng, xin cho mau chóng được giảng sanh tịnh độ. Nguyện cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con thường được giảng sanh Phật giới. Lời nguyện thứ tư, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện cho con có đầy đủ lòng từ bi, bao dung, chứa đựng những người gánh ghét, gây oán thù và cản trở con. Xin cho con đều được hỷ xả và vô sầu. Nguyện cho họ và con đều sống trong tình yêu thương của sự không phân biệt. Lời nguyện thứ năm, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Xin cho con có đủ trí tuệ tháo gỡ mọi khó khăn đang kết rối. Nguyện cho một ngày của con đều làm việc trong sự sáng suốt và mến mẫn. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường đắc được trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lời nguyện thứ sáu, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xin cho tâm con vững mạnh tựa mặt đất, bình an tựa bầu trời và không khuấy động tựa hồ nước tĩnh lặng. Nguyện cho con đi đến cùng, không dừng lại giữa đường, đến khi đạt được mục đích rốt ráo nhất. Lời nguyện thứ bảy, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Xin cho con dù có làm được việc thiện lành nào cũng luôn giữ được tâm khiêm hạ, không kiêu mạn, không tự cao, và luôn tùy hỷ những việc làm của chúng sanh, cho con luôn thấy được lỗi mình, không nói lỗi của người khác. Cho con luôn quan hỷ và không đố kỵ, gánh ghét khi thấy người khác giỏi hơn con, giàu có hơn con, xinh đẹp hơn con, hạnh phúc hơn con. Lời khấn nguyện trước khi đi ngủ. Dưới đây là một số lời khấn nguyện trước khi đi ngủ để tâm chúng ta được thanh tịnh, giấc ngủ ngon và sâu hơn. Lời nguyện thứ nhất, Nam Mô A Di Đà Phật. Con là tuổi ở tại đối trước mười phương chư Phật và tâm của mình. Con thành tâm xin được sám hối mọi lỗi lầm do ba nghiệp thân, khẩu, ý sinh ra. Con xin chư Phật giúp con tiêu trừ nghiệp chướng. Lời khấn nguyện thứ hai, con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng chi. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam Mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam Mô Bồ Tát cầu sám hối. Nam Mô Bồ Tát cầu sám hối. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu dám lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mấy bạc vẫn thông dong. Lời nguyện thứ ba, kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Giờ phút này con thư thái thảnh thơi, một giấc ngủ yên bình không mộng mị, niệm an lành hạnh phúc cả thân tâm. Nguyện Quán Âm giúp con tình thương lớn, nguyện Di Đà thường đến hộ trì con, nguyện Dược Sư giúp tiêu trừ tật bệnh, nguyện Di Lặc cười hỷ xả bao dung, nguyện Thích Ca khai mở đường giác ngộ, nguyện Phổ Hiền hành thiện sự giúp đời, nguyện Địa Tạng độ chúng sinh vô tận,
đức từ bi lan tỏa trái tim con. Khi nghỉ ngơi, không lo âu sợ hãi, thức dậy rồi nguyện sống hiểu và thương. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát. Tiếp theo là lời khấn nguyện bình an, may mắn. Thứ nhất, con xin được lễ lại Nam mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật Chư Bồ Tát Tám Bảo Khắp Mười Phương 3 lần. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời nguyện thứ hai, con cầu xin Thập Phương Tám Thế Chư Phật Chư Bồ Tát Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng chư vị từ bi gia hộ giúp chúng con và khắp pháp giới chúng sanh đồng được sự bình an hạnh phúc, tu tập tu hành tinh tấn, đồng được tái sanh tại Tây Phương Cực Lạc. Một lại. Thứ ba, tri ân. Hôm nay vừa bước qua một ngày, con tự thấy con đã được thật là may mắn. Con đã nhận được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ban cho, lại được chư thần chư vị phù hộ, nên con mới có được ngày hôm nay. Con xin được kính quỳ nơi đây, tỏ lòng chí thành, chí kính, tri ân. Một lại. Thứ tư, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ năm, Nam mô A Di Đà Phật. Thứ sáu, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thứ bảy, Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Thứ tám, Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Thứ chín, Úng Sĩ Lạc Hê Diêm. Thứ mười, Án Lam. 11, Án Sĩ Lâm Bộ Lâm. 12, Úng Ba Ni Bát Di Hồng hay Án Ba Ni Bát Di Hồng. 13, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Giải mã giấc mơ thấy Phật. Ý nghĩa về hình ảnh Đức Phật. Trong truyền thuyết, Đức Phật là hình ảnh có thực, người mang một tấm lòng từ bi hỷ xả, cứu khổ chúng sinh, vượt qua những kiếp nạn. Người đã truyền bá kinh nghiệm chân kinh của mình để giác ngộ lòng người, giúp con người từ bỏ tâm tà, tính xấu, tham, sân, si để trở nên lương thiện hơn. Ý nghĩa về hình ảnh của Đức Phật. Không những vậy, nhờ Phật, con người còn biết cách tự giải thoát bản thân, rời khỏi những suy nghĩ tiêu cực, từ bỏ những ràng buộc, ước muốn tầm thường, để vươn tới hạnh phúc tối thượng, giản đơn nhưng cao quý. Lý giải giấc mơ thấy Phật. Với hình ảnh đẹp đẽ, tôn nghiêm, được muôn dân tôn kính, hình ảnh Đức Phật đã trở thành nét văn hóa trong đời sống tinh thần của con người, đặc biệt là những người hướng đạo Phật. Do đó, nằm mơ thấy Phật là một điều may mắn. Bạn không cần phải lo lắng, trăn trở nếu trong giấc mơ bạn đã được nhìn thấy Phật. Mơ thấy Phật cười nói với mình. Trong giấc chiêm bao, nếu bạn mơ thấy Phật đang cười nói vui vẻ với mình, thì có lẽ những điều may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước rồi đó. Có thể đó chính là một cơ hội tốt trong kinh doanh, hoặc một cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, và chúng đều giúp bạn có một nguồn thu nhập tốt hơn. Mơ thấy mình đi lễ Phật. Trong giấc mơ, thấy bản thân đang thành tâm cầu khấn, lễ bái thần Phật, cho thấy cuộc sống trong gia đình của bạn đang rất bình yên, không có đại nạn về sức khỏe. Mọi người trong gia đình luôn yêu thương, san sẻ công việc trách nhiệm cho nhau. Do đó, bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Lý giải giấc mơ thấy mình đi lễ Phật. Mơ thấy mình đang quỳ lại trước Phật. Đây là một giấc mơ báo chuyện may sắp tới với bạn. Những khó khăn mà bạn sắp phải đối diện
sẽ mau chóng được giải quyết triệt để bằng chính thực lực của mình, hoặc cũng có thể do bạn được quý nhân phù trợ. Bên cạnh đó, bạn còn có được niềm tin của mọi người và được nhiều người yêu mến, kính trọng. Họ sẽ luôn ủng hộ bạn và giúp bạn hết mình trong công việc. Việc của bạn là hãy cố gắng kiên trì và thật tập trung để có được thành quả xứng đáng nhất nha. Mơ thấy Phật đang trò chuyện giảng đạo cho mình. Giấc mơ này mang tới dự báo rằng khoảng thời gian sắp tới bạn sẽ gặp được nhiều may mắn. Những con đường làm ăn thuận lợi sẽ được mở ra trước mắt bạn, và bạn chỉ cần chuyên tâm làm việc thì chắc chắn sẽ có được thành công. Chim bao thấy Phật đang trò chuyện giảng dạy cho mình. Mơ thấy cả nhà đi lễ Phật. Chim bao, bạn mơ thấy cả gia đình mình đang đi lễ Phật, một lòng thành tâm cầu nguyện trước Đức Phật Thiên Liên, thì đây chính là một giấc mơ tốt. Trong thời gian sắp tới, cả gia đình bạn sẽ có được rất nhiều điều may mắn, làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Về từng thành viên, cha mẹ thì mạnh khỏe, sức khỏe ổn định, con cái hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới, ai cũng thành đạt và trở thành người có ích cho xã hội. Mơ thấy Phật xoa đầu mình. Mơ thấy Phật đang xoa đầu mình chứng tỏ bạn đang gặp vận may trong thi cử, đặc biệt là ở những kỳ thi quan trọng. Với những học sinh thì đạt được nguyện vọng cao nhất. Với những người đã đi làm thì công việc thuận lợi, có nguồn thu nhập ổn định, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau. Mơ thấy Phật Di Lặc đang nở nụ cười với mình. Trong giấc mơ, bạn thấy Phật Di Lặc, người luôn có túi vàng rủng rỉnh, đang nở nụ cười hiền hậu với mình, thì có nghĩa rằng bạn sẽ có một tương lai đầy đủ về vật chất hơn nữa. Ý nghĩa của giấc mơ này là điềm báo rằng công việc của bạn sẽ rất thuận lợi, các dự án thành công ngoài mong đợi và đem về cho bạn một khoản thu nhập kha khá. Mơ thấy Phật Quan Âm. Trong giấc chiêm bao, bạn đã mơ thấy mình nhìn thấy Phật Quan Âm, tức là dự báo rằng bạn sẽ nhận được một món quà có giá trị bất ngờ trong thời gian tới, và món quà này sẽ rất có ý nghĩa đối với bạn. Hãy cùng hồi hộp chờ đợi xem đó là món quà gì nhé. Mơ thấy bản thân đang lại Phật Tổ Như Lai. Giấc mơ này không phải là giấc mơ quá đẹp, tuy nhiên cũng không hẳn xấu. Giấc mơ thấy Phật Tổ Như Lai báo hiệu rằng bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới, tuy nhiên không phải là không có cách giải quyết những khó khăn này. Bạn cần thể hiện được tấm lòng thành tâm hướng Phật, hướng thiện của mình, chăm chỉ tu tâm, tích đức để biến điều dữ thành điều lành. Như vậy, Đức Phật Như Lai sẽ hiểu thấu tâm can của bạn và ban cho bạn phép màu để vượt qua cơn gian nguy. Mơ thấy tượng Phật Tổ. Khi mơ thấy tượng Phật Tổ, có nghĩa rằng bạn đang được Đức Phật dành tặng sự quan tâm đặc biệt và nhận được sự phù trợ rất nhiều từ Phật Tổ. Chính bởi vậy, những khó khăn đến với bạn cũng sẽ nhanh chóng qua đi và mở ra con đường tươi sáng cho sự nghiệp tương lai của bạn.